Chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp một cái thao tác cơ bản nữa với ngân hàng câu hỏi, đó là cái thao tác là nhập câu hỏi. Thì trong ngân hàng phần mềm ngân hàng câu hỏi có rất nhiều lệnh nhập câu hỏi, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lệnh nhập câu hỏi chính, nhập từng câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi. Thì lệnh này sẽ được chúng ta sẽ chia vào hai phần. Phần thứ nhất là nhập câu hỏi ngắn và phần thứ hai là nhập câu hỏi dài. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét cái lệnh nhập câu hỏi ngắn. Lệnh nhập câu hỏi chính được thực hiện sau khi chúng ta đã mở ngân hàng câu hỏi ra, thì chúng ta vào cái thực đơn dữ liệu và vào cái lệnh là nhập câu hỏi, nhập điều chỉnh câu hỏi. Đây là lệnh nhập câu hỏi chính trong phần mềm chúng ta thực hiện. Thì đây là cái màn hình mà thể hiện ra cái màn hình ban đầu của cái việc nhập điều chỉnh câu hỏi. Trên màn hình này chúng ta sẽ quan sát được những thông tin như là tổng số câu hỏi này là bao nhiêu, một vài cái tham số về thống kê, bao nhiêu câu hỏi lý thuyết, bao nhiêu câu hỏi bài tập, bao nhiêu câu hỏi tự luận, trắc nghiệm, lý thuyết cặp đôi. Ở trong này chúng ta cũng có thể quan sát được những thông tin, những lệnh như đặt lọc và tìm kiếm, là kiểm tra lỗi. Chúng ta có thể di chuyển nhanh đến một câu hỏi nào đó ở trong ngân hàng câu hỏi. Phía dưới đây là cái trên màn hình này sẽ hiện ra một câu hỏi hiện thời. Phía dưới này là những cái thông tin thuộc tính của câu hỏi hiện thời này. Chúng ta có thể chỉnh sửa câu hỏi này bằng lệnh là sửa, có thể xóa câu hỏi hiện thời bằng lệnh xóa, và chúng ta sẽ tạo mới bằng lệnh tạo mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái thao tác là tạo mới một câu hỏi bằng cái lệnh này trong ngân hàng câu hỏi. Chúng ta bấm nút tạo mới. Phần mềm sẽ đưa chúng ta vào một cái trang, một cái giao diện gồm có nhiều các tác thông tin, và chúng ta sẽ nhập cho một câu hỏi. Nhắc lại là một câu hỏi, nó gồm có 5 cái tab như sau: tab thông tin, tab phân loại, tab nội dung, đáp án, lời giải và thống kê. Thống kê này chúng ta hiện nay chưa cần phải hiểu rõ lắm, còn trước mắt chúng ta nhập các tab sau đây. Đầu tiên là nhập tab thông tin. Đây, tôi sẽ chỉ mô tả cái nhập câu hỏi ngắn. Chúng ta sẽ nhập tên câu hỏi, thời gian thực hiện, và ở đây chúng ta sẽ nhập các cái thuộc tính, các kiểu dạng câu hỏi. Thì đối với câu hỏi ngắn, chúng ta có thể chọn một trong bốn loại: một là trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi và tự luận. Đó, tôi có thể chọn là điền khuyết đây, cặp đôi hoặc tự luận. Với tự luận thì chúng ta có hai lựa chọn: hoặc là đáp án tường minh hoặc đáp án không tường minh, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn đối với trắc nghiệm thì có thêm có hai cái dạng là chỉ lưu nội dung và lưu nội dung cộng đáp án. Với chỉ lưu nội dung thì chúng ta lại có hai lựa chọn nữa là đáp án tường minh và đáp án động. Mặc định sẽ là trắc nghiệm, chỉ lưu nội dung và đáp án tường minh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta sang cái phân loại thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn các thông tin liên quan đến phân loại câu hỏi về mặt nội dung, gồm có là lý thuyết hay là bài tập, mức độ khó dễ, dễ, trung bình hay là khó, cái kỹ năng, năng lực của câu hỏi là biết, hiểu hay là gì đó ở đây. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút này để gán cái phạm vi kiến thức lõi của cái câu hỏi này. Chúng ta sẽ lựa chọn hiện ra cái màn hình là cái màn hình kiến thức. Chúng ta sẽ lựa chọn cái chủ đề lõi của kiến thức mà muốn nhập câu hỏi này. Chúng ta lựa chọn. Sang cái tab nội dung thì cái màn hình này nó sẽ phụ thuộc vào cái phân loại này. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Với trắc nghiệm và chỉ lưu nội dung, đáp án tường minh thì chúng ta sẽ nhập dung như thế này. Chúng ta nhập câu hỏi, dùng câu hỏi ở bên này. Đáp án ở bên phải. Chúng ta có thể nhập 1 hay là đến 9 đáp án. Đoán 1 2 3 4 này. Chúng ta nhập vào đây. Trong cái đáp án này thì sẽ có một hoặc nhiều đáp án đúng. Mặc định nó sẽ là sai, chúng ta bấm lên nó sẽ là đúng. Đó. Còn đây là cái lựa chọn cho phép là cái đáp án này được phép là thay đổi vị trí, thay đổi cái thứ tự khi phần mềm sinh tự động câu hỏi. Đây là cái dạng câu hỏi mà nội dung câu hỏi, đáp án nằm ở hai bên, như vậy được nhập vào hai cái vị trí khác nhau. Đối với câu hỏi mà dạng là chỉ lưu nội dung, đáp án động thì ta thấy nó khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ nhập nội dung ở đây,
Còn đáp án chúng ta sẽ nhập là nhiều đáp án đúng và nhiều đáp án sai ở đây. Muốn bổ sung đúng chúng ta bấm vào đây, bổ sung thêm đáp án đúng. Bên này bổ sung các đáp án sai. Như vậy đây là cái câu hỏi mà có một nội dung, nhưng mà các phương án là chúng ta gọi là phản động, chúng ta nhập nhiều nhiều đúng và nhiều sai. Khi mà phần mềm tự động sinh câu hỏi, phần mềm sẽ lấy ra một đúng và lấy nhiều sai để tạo ra một câu hỏi trắc nghiệm. Trường hợp chúng ta lựa chọn cái kiểu là trắc nghiệm mà là lưu nội dung cộng đáp án thì khi đó chúng ta sẽ nhập như sau. Toàn bộ nội dung sẽ nhập ở đây, đáp án cũng nhập ở đây luôn. Và chúng ta sẽ ở bên chúng ta sẽ nhập các cái thông tin về đáp án như là số lượng đáp án này, số lượng đáp án đúng này, và đáp án đúng ở đâu. Ví dụ tôi chọn đáp án đúng là kiểu chữ hoa, đáp án đúng là A chẳng hạn, vậy là B C sẽ là sai. Ví dụ như vậy. Ở bên này chúng ta nhập toàn bộ cả nội dung đáp án vào chung một cái vị trí ở trên màn hình. Đây là kiểu câu hỏi là trắc nghiệm là lưu nội dung của đáp án. Với câu hỏi tự luận thì chúng ta sẽ rất đơn giản, chúng ta sẽ chọn một trong hai loại đáp án tường minh và không tường minh. Với không tường minh thì chúng ta nhập nội dung ở bên này, đáp án ở bên này. Còn với là đáp án tường minh thì chúng ta nhập như sau. Bên này là phần đáp án, là phần nội dung. Bên này các đáp án chúng ta gõ vào đây tường minh các đáp án. Đáp án 1 là cái chữ gì đó, đáp án 2, 3, 4. Chúng ta có thể hạn chế lại cái số lượng các đáp án ở đây. Cái đáp án là tường minh, là một dãy các ký tự. Tiếp theo, đối với câu hỏi cặp đôi thì chúng ta sẽ nhập nội dung như sau. Ở phía trên này là cái nội dung của câu hỏi, bên dưới là các cặp thông tin nội dung. Nội dung 1, cặp 1 đây, cặp số 2 đây, cặp số 3, cặp số 4. Được phép tạo tối đa là 9 cặp nội dung cho cái cặp đôi. Tiếp theo là nếu chúng ta chọn đình khuyết thì khi đó ở trong phần nội dung này chúng ta sẽ lựa chọn, nó có 3 kiểu câu hỏi đình khuyết. Một là kéo thả từ, là dùng câu hỏi ở bên này, cái vị trí mà chúng ta muốn đình khuyết chúng ta sẽ nhập số 1 như này, gõ số 1 như này, gõ số 2 như thế này, thì bên này cái đáp án đây sẽ được hiện ra ở đây và gửi cho nhập vào đây, và khi đó chúng ta sẽ phần mềm sẽ tự động hiển thị cái thông tin ở trên câu hỏi đấy, khi làm bài đấy là kéo đáp án 1 này vào vị trí 1, kéo đáp án 2 vào vị trí 2. Đó là câu hỏi từ. Chúng ta chọn điền từ thì không cần nữa, và ở đây cái nội dung mà chúng ta cần nhập mà chúng ta sẽ, ví dụ chúng ta gọi trên này con gà cục tơ, như vậy thì phần mềm sẽ hiển thị ra điền từ, hiển thị ra khi mà làm bài phần mềm sẽ hiển thị ra đây là một cái nút mà học sinh sẽ nháy vào và nhập cái chữ vào đây. Còn đối với chọn từ thì cái cách làm cũng tương tự như vậy, nhưng ở tại vị trí này phần chúng ta sẽ phải nhập vào đây là các phương án để phần mềm sẽ hiển thị ra các cái phương án chọn từ ngay tại chỗ. Như vậy là đây chính là cái lệnh là nhập trực tiếp một câu hỏi vào trong ngân hàng câu hỏi. Khi chúng ta nhập xong, ta bấm là cập nhật thì thông báo câu hỏi đó sẽ được chuyển vào ngân hàng câu hỏi. Đó là cái lệnh là nhập trực tiếp câu hỏi. Chúng ta vừa mô tả cái thao tác là nhập một trong một câu hỏi ngắn.